Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của Doanh Audio. Trong video này em lại lên tiếp một mẫu Omni của hãng Đời Lông với cái model ABC 1550, cũng rất là quen thuộc với các bác. Mẫu Omni này thì tùy từng kích thước thì có con đẹp con xấu. Thì Omni Đời Lông này thì hôm nay thì em sẽ kèm thêm một cái điều khiển để các bác có thể tiện sử dụng hơn, và tắt mở, tắt bằng cái phím trên này và mở bằng phím chữ, các bác nhìn chữ YouTube TV này. Đấy, nó hai chế độ đấy. buộc phải tắt mở thì vì điều khiển của nó tắt mở hai phím khác nhau. Đấy. Vẫn có giải mã quang từ Smart TV và chế độ 5 kênh stereo. Vậy như vậy thì các bác có thể đấu 5 chiếc loa vào cái Omni Đời Lông này. Đấy. Vì nó đánh 10 sò và có 5 kênh stereo. Đấy. Tùy vào hình thức thì mỗi quang sẽ có một mức giá khác nhau. Con Omni này về thì nó trong cái tình trạng là cũng hình thức thì còn tương đối là chấp nhận được, tương đối là đẹp. Đấy. Nó không bị chảy quá nhiều, đây chỉ chảy một cái vết rất là nhỏ xíu đây thôi. Đấy. Còn lại thì nó rất cũng không đáng kể lắm, về hình thức thì còn tương đối là đẹp đấy các bạn. Đấy. Mặt của nó mặt màu vàng chanh và chỉnh bát chéc ở trên máy. Bát chéc cộng trừ 10. Và các cái chế độ nghe nhạc xem phim, chế độ 2 kênh stereo tiêu chuẩn là nghe nhạc 2 kênh tiêu chuẩn. Còn cái chế độ 5 kênh stereo thì các bác đánh 5 chiếc loa vào cái Omni này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ đánh 10 con sò than rồi. Nội thất thì máy móc vẫn là bao zin cho các bác. Đây là vỉ rẻ mã 24 bit trên Omni này. Đấy. Rất là xịn sò luôn. Đấy. Ở đây sẽ có duy nhất một cổng digital in giải mã quang từ Smart TV. Đấy. Các cổng analog thì bao gồm tuner, CD, V, rất nhiều cổng analog rồi. Ở đây vẫn hỗ trợ đường subwoofer, sub điện. Đời Lông ABC 1550, điện 100V, công suất 195W và được lắp ráp tại thị trường của Trung Quốc. Không chỉ thương hiệu Đời Lông mà các thương hiệu nổi tiếng như Mazang, Pioneer, Kenwood rồi Onkyo các kiểu ấy. Rất nhiều các hãng được lắp ráp tại thị trường của Trung Quốc, không chỉ riêng Đời Lông đâu. Đời Lông các bác bây giờ một trong những tên tuổi, thương hiệu tên tuổi của Nhật. Ở đây nó sẽ đánh cầu loa AB và A cộng B hoặc loa phụ center và surround. Loa trở kháng đây đánh từ 6 đến 16 ohm. Bây giờ sẽ có hai sự lựa chọn cho các bác chọn lựa. Nếu mà các bác không dùng đến loa center, không có dùng đến loa center thì em sẽ đánh thay đường center này, em sẽ đánh súp điện các bác nhá. À xin lỗi. Đánh súp hơi các bác nhá. Em sẽ lấy đường center này sẽ đánh thẳng vào súp hơi luôn. Đấy. Súp hơi này các bác có thể chơi vào tối đa bát 25 đổ lại các bác nhá. Đấy. Còn lại thì ở đây cặp loa A này với cặp loa surround này nó sẽ đánh stereo, đánh stereo. Còn để center này thì các bác nếu mà các bác nào có súp điện rồi ấy. Đây, đường súp điện đây. Nếu các bác nào có súp điện rồi thì em sẽ để nguyên cái đường center này của nó. Còn bác nào mà muốn đánh trực tiếp vào đường center đánh súp hơi thì em sẽ chỉ câu một đường duy nhất để thay đổi tín hiệu thôi, chứ không thêm bất kỳ một linh kiện gì, chỉ câu đúng một dây duy nhất thôi các bác nhé. Đây các bác lưu ý giúp em. Đấy. Hiện tại thì Omni đang vẫn zin, chưa đồng chạm bất kỳ gì cả. Thì bác nào có nhu cầu thì em sẽ thay thế cái đường center này đánh trực tiếp giúp hơn. Giải mã quang 24 bit. Cặp loa A này, cặp loa chính ấy, loa phông này thì nó sẽ đánh tối đa bát 25 đổ lại các bác nhé. Đấy. Máy móc nội thất zin vẫn còn đẹp lòng này. Đây là chữ TV là đường giải mã quang, TV ở trên này. Đấy. Chữ digital đây là đường giải mã quang. Còn các cổng CD, tuner, các cổng analog rất nhiều. Đấy. Omni có kích thước chiều ngang 43,5, chiều cao 15 và chiều sâu 39. Và với cái mức giá em thành để cho các bác rất rẻ, 1.700.000 đồng và phụ kiện kèm theo cái điều khiển để các bác có thể tiện sử dụng hơn trong quá trình sử dụng cái Omni Đời Lông này. Đấy. 1.700.000 các bác nhé, hình thức còn là tương đối đẹp.
máy móc thì vẫn là bao zin. Đây là cái chiếc khiển học thôi các bác nhé, để các bác có thể tiện sử dụng hơn. Đấy. Giá 1,7 triệu thì cái em không bao gồm phí vận chuyển đâu các bác nhé. Đấy. Và cước những âm đi này thì em nghĩ nó cũng không, mức giá cước chỉ tầm dưới 100.000 thôi, cũng rất là rẻ thôi. Đấy. Giá 1,7 triệu không bao ship, tặng theo điều khiển để các bác tiện sử dụng hơn. Rồi các bác mua hàng liên hệ cho em qua số điện thoại 0961225555, hàng sẽ được ra toàn quốc, hoặc số điện thoại góc màn hình bên phải. Vâng, cảm ơn các bác đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại.